Vào ngày 25 tháng 12 năm 2012, một đêm Noel tuyệt vời đã đến. Gia đình và mình đã sẵn sàng cho chuyến thăm nhà thờ địa phương vào khoảng 6 giờ tối. Khi đó mình còn rất nhỏ và không biết phải chuẩn bị gì, nên chỉ mặc đơn giản một bộ áo ấm và bước ra ngoài sân, chờ đợi với niềm hân hoan trong lòng. Trong đêm đó, mình nhìn thấy mặt trăng và có điều gì đó lạ lắm. Mặt trăng bắt đầu tròn trịa nhưng đột ngột nó bị che khuất một phần. Điều đặc biệt là nó không chỉ bị che mà còn có một hiện tượng lạ lùng, giống như có cái gì đó di chuyển nhanh qua trước mặt trăng. Mình cố gắng suy đoán nhưng cũng không thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Ban đầu mình nghĩ rằng đó có thể là mây, nhưng không có mây nào di chuyển nhanh đến như vậy. Có thể đó là con xe tuần lộc của ông già Noel chăng? Đối với đứa trẻ lớp 2, đó là câu hỏi không có lời giải. Nhưng điều đó đã khơi gợi sự tò mò của chính tôi về sự tồn tại của các vật thể bay không xác định, hay còn gọi là UFO. Đó là lời mở đầu của tác giả Craven trong bài viết Bí ẩn UFO, sự thực, thuyết âm mưu và câu hỏi đặt ra, bắt nguồn từ tò mò về khả năng tồn tại của sự sống ngoài hành tinh và những bí ẩn ngoài không gian. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tác giả lần theo những sự kiện về dấu vết tồn tại của UFO, giải mã thuyết âm mưu cũng như tìm cho mình câu trả lời về chủ đề này. UFO là gì? Trước tiên, chúng ta cần xác định rằng UFO không có nghĩa là tàu không gian ngoài hành tinh. Nó là tên viết tắt của Unidentified Flying Object, vật thể bay không xác định. Chỉ đơn giản là mô tả cho bất cứ đối tượng bay nào mà không thể xác định được nguồn gốc. Nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã tiến hành các cuộc điều tra về UFO. Trong hầu hết các trường hợp, họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng cụ thể nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh hoặc UFO. Tuy nhiên, một số sự kiện vẫn đang làm cho nhiều người tự hỏi. Đầu tiên, chúng ta phải trở về thời kỳ cổ đại, nơi được ghi nhận là con người có những lần tiếp xúc đầu tiên với người ngoài hành tinh. Chào mừng đến với Ai Cập. Khi nhắc đến quốc gia này, điều đầu tiên chúng ta nhớ tới sẽ ngay lập tức là kỳ quan thế giới Kim Tự Tháp Giza. Thời gian công trình này hoàn thành xây dựng được các nhà khoa học dự đoán vào khoảng năm 2500 trước công nguyên. Đây là kỳ quan được xây sớm nhất trong tổng số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Ấy vậy mà tại sao đến thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi Kim Tự Tháp Giza là còn tồn tại? Với kỹ thuật công nghệ thời đó, khó lòng mà một đất nước như Ai Cập có thể xây nên một công trình vĩ đại như thế này. Vì thế người ta đặt ra câu hỏi, liệu kim tự tháp có thực sự do người Ai Cập xây dựng không? Trong bộ phim tài liệu có tên The Pyramid Code, các nhà nghiên cứu cùng những người ủng hộ thuyết âm mưu đã đưa ra những câu hỏi liên quan tới khả năng rằng kim tự tháp Ai Cập được xây bằng công nghệ tiên tiến. Tiến sĩ Carmen Bolter, một chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh Ai Cập, đã bày tỏ những ý kiến đáng chú ý trong bộ phim tài liệu này. Tiến sĩ nhấn mạnh, quan điểm trước giờ thường cho rằng người Ai Cập cổ đại không thể sử dụng công nghệ cao. Vì lý do này mà các nhà nghiên cứu thường không tập trung tìm kiếm và phân tích theo hướng Ai Cập cổ đại ưu việt về công nghệ. Tiến sĩ Carmen Bolter đã nghiên cứu và phân tích những bằng chứng cho thấy có khả năng công nghệ hiện đại đã được sử dụng trong quá trình xây dựng những kim tự tháp này. Bà cho biết kim tự tháp Giza được xây từ 3,2 triệu khối đá với tổng trọng lượng khoảng 5,9 triệu tấn. Trong đó, mỗi khối đá có trọng lượng từ 2 cho tới 30 tấn. Trong số những khối đá được sử dụng, có những khối nặng tới 50 tấn. Điều đáng kinh ngạc là tất cả các khối đá này đều được người Ai Cập cổ đại gia công một cách tỉ mỉ, mịn màng và phẳng lì với độ chính xác rất cao. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia và người ủng hộ thuyết âm mưu đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về khả năng người ngoài hành tinh có thể đã truyền dạy công nghệ cao cho người Ai Cập cổ đại, giúp họ xây dựng nên những kim tự tháp vĩ đại và bền vững qua thời gian. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Một trong những sự kiện bí ẩn và nổi tiếng nhất về UFO thời điểm cận đại phải nói đến là sự kiện Roswell. Sự kiện Roswell xảy ra vào tháng 7 năm 1947 gần thị trấn Roswell, New Mexico, Hoa Kỳ, đã trở thành một trong những sự kiện nổi tiếng nhất và đầy tranh cãi trong lịch sử UFO hay thuyết âm mưu. Một người nông dân tên là Mark Brazel đã phát hiện ra một số mảnh vỡ kỳ lạ trên mảnh đất thuộc sở hữu của ông. Những mảnh vỡ này được miêu tả là rất bền và không thể nát được. Brazel đưa những mảnh vỡ này đến căn cứ không quân Roswell. Ban đầu khi nhận được mảnh vỡ, căn cứ không quân Roswell thông báo rằng họ đã bắt giữ một đĩa bay ngoài hành tinh. Tin tức này nhanh chóng lan truyền và tạo ra sự hoảng sợ và hấp dẫn lớn đối với dư luận. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, quân đội Hoa Kỳ thay đổi lời khẳng định và tuyên bố rằng đây là một chiếc khinh khí cầu thăm dò. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu có phải chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng che đậy điều gì khi mà dân chúng đang bàng hoàng gây náo động. Một trật tự cần được sắp đặt, thế nên chính phủ mới rút lại thông báo trước đó. Hàng loạt thuyết âm mưu được ra đời để rồi đọng lại trong lòng chúng ta là câu hỏi liệu chúng thực sự là bóng thời tiết hay không?
Năm 1994, chính phủ Hoa Kỳ đã phát hành một tuyên bố chính thức sau cuộc điều tra của Tổ chức Phòng không quân Hoa Kỳ USAF về sự kiện Roswell. Theo tuyên bố này, đó là một khinh khí cầu thăm dò mang tên là Project Mongol được sử dụng để theo dõi các hoạt động hạt nhân của Liên Xô. Các mảnh vỡ và vật thể lạ là một phần của dự án nghiên cứu này. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận nổi lời giải thích này và cho rằng đó chỉ là sự che giấu của chính phủ. Cảnh báo từ sự kiện Roswell đã khiến nhiều người theo đuổi những cuộc điều tra riêng về UFO, thậm chí là thuyết âm mưu về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Sự kiện Rendlesham Forest, còn được gọi là sự kiện Roswell của Anh, là một trong những sự kiện UFO nổi tiếng và bí ẩn nhất ở Anh Quốc. Sự kiện này đã làm cho nhiều người tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi tồn đọng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong những sự kiện có nhiều nhân chứng nhất. Ngày 26 tháng 12 năm 1980, các lính không quân Hoa Kỳ ở căn cứ không quân Woodbridge báo cáo cho thấy một đèn sáng siêu nhiên bất thường rơi xuống Rendlesham Forest. Đây là một khu rừng. Các lính không quân đã được điều đến để điều tra. Họ phát hiện ra một đèn sáng sáng hơn bình thường và các vết cháy trên mặt đất tại hiện trường. Trong những ngày tiếp theo, các hiện tượng kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Các nhân chứng báo cáo thấy các vật thể bay không xác định và ánh sáng kỳ quái trên bầu trời. Các lính không quân cũng cho biết họ nghe thấy các âm thanh lạ ngoài hành tinh. Peniston, nhân viên tuần tra ở cổng phía đông của căn cứ RAF Goodbridge phát biểu: chiếc tàu cao 3m, rộng khoảng 3m ở chân đế, nó không có thiết bị hạ cánh rõ ràng nhưng có vẻ đang cố định. Tôi tiến lại gần hơn một chút và đi vòng quanh chiếc tàu. Tôi nhận thấy lớp vải của vỏ giống như một loại thủy tinh đen, mờ, mịn hơn. Chiếc bản thu âm của trung tá Charles Holt có vẻ như một con mắt đang nháy với bạn. Nó đến từ phía nam đây, đang tiến về phía chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang quan sát những gì xảy ra khi một chùm tia chiếu xuống mặt đất. Điều này thực sự không thể có thực. Chính phủ Anh đưa ra giả thuyết rằng ánh sáng và âm thanh có thể được giải thích bằng hiện tượng tự nhiên hoặc vệ tinh, nhưng nó vẫn còn nhiều điều không rõ ràng. Có nhiều giả thuyết và thuyết âm mưu về sự kiện này, bao gồm cả thuyết âm mưu cho rằng người ngoài hành tinh đã thăm dò khu vực hoặc chính phủ đang che giấu sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Một số nhân chứng sự kiện Rendlesham Forest đã nói rằng họ đã chứng kiến các sự kiện kỳ lạ và không thể giải thích. Họ tiếp tục gọi vào việc điều tra và tiết lộ thêm thông tin. Sự kiện này đã trở thành một phần văn hóa thuyết âm mưu về UFO và là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử nghiên cứu các hiện tượng bí ẩn ngoài hành tinh. Sự kiện Phoenix Lights, được gọi là ánh sáng Phoenix, là một trong những sự kiện UFO nổi tiếng và bí ẩn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nó diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 1997, khi hàng nghìn người dân ở Phoenix, Arizona và các khu vực lân cận chứng kiến một dãy sáng kỳ quái trên bầu trời đêm. Ban đầu, sự kiện này bắt đầu khi một số người báo cáo thấy một loạt ánh sáng hình chữ V trên trời. Nó được miêu tả là có kích thước bằng kích thước của một chiếc máy bay Boeing 747, nghe giống như là gió thổi ồn ào. Chúng tồn tại ở đó nhiều giờ liên tiếp cho đến khi biến mất khoảng 10 giờ 30 tối và để lại sự hoang mang lớn cho những người chứng kiến. Một số hình ảnh và video của sự kiện được ghi lại và chúng đã trở thành bằng chứng của những điều kỳ lạ diễn ra trên bầu trời Arizona. Tuy nhiên, chính quan chức và quân đội Mỹ đã tuyên bố rằng sự kiện này có thể được giải thích bằng các máy bay thương mại hoặc tàu thăm dò bầu trời. Họ cho rằng ánh sáng có thể là kết quả của bán kết nối những ánh sáng trên các bể chứa nhiên liệu rơi từ tên lửa hoặc vệ tinh. Một phần của sự hấp dẫn của sự kiện Phoenix Lights là sự đồng thuận của hàng nghìn người chứng kiến, bao gồm cả những người trong lực lượng thực thi và quân đội. Những câu chuyện và chứng kiến của họ đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn về sự tồn tại của UFO và sự tiếp xúc của con người với người ngoài hành tinh. Không những thế, vào ngày 21 tháng 4 năm 2008 một lần nữa, các cư dân địa phương đã báo cáo về ánh sáng ở Phoenix. Lần này chúng thay đổi từ hình vuông dần sang hình tam giác. Một lần nữa, rất nhiều nhân chứng đã đồng loạt cho biết họ tận mắt thấy những vật thể bay không xác định trên bầu trời Hoa Kỳ. Và sau cùng thì bí ẩn sẽ mãi mãi là bí ẩn. Năm 1967, một sự kiện đầy bí ẩn xuất hiện trên bầu trời thành phố Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam. Một đám mây kỳ lạ màu trắng tinh khiết bắt đầu nổi lên từ đáy biển và tạo ra một trong những vụ UFO bí ẩn nhất trong lịch sử Việt Nam. Sự kiện này chứng kiến sự xuất hiện của một vật thể bay không xác định, gây hoảng loạn và tò mò cho dân địa phương. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mùa hè nắng nóng, khi người dân Vũng Tàu bắt đầu chứng kiến hiện tượng kỳ lạ. Một lớp mây màu trắng mịn màng nổi lên từ biển và nói một cách tưởng nhớ, nó di chuyển ngược lên trời. Trong một khoảnh khắc, không khí trở nên bất thường khi mây kết hợp với sự xuất hiện của một đèn sáng màu trắng tinh khiết bên trong. Những người chứng kiến mô tả đèn sáng như một ánh sao lấp lánh và di chuyển một cách lạ thường trên bầu trời. Đèn sáng này tỏ ra bất ổn định và không đổi hình dạng trong suốt khoảng thời gian mà nó xuất hiện, tạo nên một ấn tượng khó quên. Dưới ánh đèn sáng này, những người chứng kiến cảm thấy sự hoảng loạn và tò mò. Mọi sự kiện chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi đèn sáng kỳ lạ biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc. Sự kiện để lại nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.
Một số người tin rằng đèn sáng này có thể là một UFO, trong khi những người khác cho rằng đó có thể là hiện tượng tự nhiên hoặc thử nghiệm quân sự bí mật. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, không có bằng chứng cụ thể hoặc giải thích chính thống nào về sự kiện UFO ở Vũng Tàu năm 1967. Sự kiện trên vẫn là một phần của lịch sử bí ẩn của UFO và là nguồn cảm hứng cho những cuộc tranh luận về cuộc tiếp xúc giữa con người với người ngoài hành tinh. Đầu tiên, liệu UFO có thật sự tồn tại hay chỉ là hiện tượng hình ảnh hoặc các hiện tượng tự nhiên khác? Rất khó để trả lời chính xác câu hỏi này, rất nhiều bằng chứng được đưa ra nhưng khó lòng để xác thực đâu mới là bằng chứng cụ thể nhất. Một số UFO được giải thích là các máy bay thương mại, bong bóng thời tiết, hiện tượng khúc xạ, nhưng sau cùng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng, thế nên mới gọi là không xác định. Sau cùng thì UFO không có bằng chứng cụ thể và cũng không có lời giải thích nào thỏa đáng, thế nên UFO vẫn sẽ là một câu hỏi thách thức đối với nhân loại. Thứ hai, liệu UFO và người ngoài hành tinh có liên quan mật thiết với nhau không? Khi đang viết bài này, đột nhiên tôi có một câu hỏi, tại sao người ta gắn UFO với người ngoài hành tinh lại là một? Bạn biết đó, do UFO là một trong những bí ẩn mà khoa học chưa có lời giải, thế nên ta vô hình chung đoán rằng đây là một vật thể ngoài trái đất và do người ngoài hành tinh tạo ra. Thứ hai là vì chúng ta, một sinh vật tò mò. Khi đã hiểu về trái đất, chúng ta lại thèm khát cảm giác được tìm hiểu thế giới bên ngoài, đến những ngân hà xa xôi ngoài hệ mặt trời. Điều đó tạo nên một tâm lý rằng người ngoài hành tinh có thể ghé thăm trái đất. Thứ ba là do văn hóa. Hiện nay, các phim ảnh, tác phẩm văn học, tranh vẽ đã tạo nên một hình ảnh người ngoài hành tinh phải đi đôi với phi thuyền ngoài trái đất. Những hình ảnh này vô tình bó hẹp mindset của bản thân. Và mình tự hỏi, tại sao ta không nghĩ UFO có phải do con người tạo ra không nhỉ? Thứ ba, liệu chính phủ hoặc tổ chức nào đã nghiên cứu về UFO và họ có công bố thông tin gì? Thật ra, có rất nhiều tổ chức hay chính phủ nghiên cứu về UFO và họ cũng đã công bố thông tin, như chính phủ Hoa Kỳ với dự án Blue Book, dự án Grudge và dự án Sign, chính phủ Vương quốc Anh với dự án Condyne. Tổ chức Mỹ học xã khoa học tự nhiên National Academy of Science, NAS hay cơ quan nghiên cứu vũ trụ quốc tế International Space Station, ISS, họ đều là những cơ quan đã và đang tuyên bố thông tin nỗ lực nghiên cứu về UFO. Không có tổ chức nào đã công bố bằng chứng cụ thể và chính xác về sự tồn tại của phi thuyền ngoài trái đất hoặc người ngoài hành tinh. Điều đó dẫn ta đến câu hỏi tiếp theo. Tại sao nhiều người cho rằng chính phủ giấu kín thông tin về UFO? Rất có thể. Phần lớn lúc đầu họ công bố rằng họ có bằng chứng về các vật thể hay cá thể ngoài không gian, nhưng về sau lại sửa chữa hay che đậy chúng. Có thể có nhiều nguyên nhân như bảo mật quốc gia, tránh gây hoang mang và lo sợ cho người dân, tránh tác động đến tâm lý công chúng hay bảo vệ chương trình thử nghiệm và phát triển kỹ thuật như khu vực 51. Tuy nhiên đây đều là những suy luận và chưa có bằng chứng nào là rõ ràng và cụ thể. Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi gây tranh cãi trong tương lai. Tóm lại, có thể nói, sự sống tồn tại ở mọi nơi, từ mặt đất, trên cạn hay dưới biển, cả những nơi như bầu trời hay thậm chí là không gian, việc tồn tại một nền văn minh ngoài vũ trụ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. UFO hay vật thể bay không xác định là một trong những chủ đề tốn không ít giấy mực và thu lại rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Dựa vào đó, không ít bên đã lợi dụng để kiếm lợi, như trường hợp gần đây ta có phát hiện chấn động thực thể không tồn tại ở trái đất của nhà báo Mexico nào đó. UFO có tồn tại hay không tùy thuộc vào góc nhìn mỗi người, nhưng hãy tỉnh táo trước những thông tin trên Internet. Còn mình á, câu chuyện ngày 25 tháng 12 năm 2012 năm đó sẽ luôn là liều thuốc để mình tìm kiếm tiếp những thông tin ngoài vũ trụ xa xôi. Và đó là toàn bộ chia sẻ của tác giả Craven trong bài viết Bí ẩn UFO, sự thực, thuyết âm mưu và câu hỏi đặt ra của mình. Các bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong lần tiếp theo. Peace!